Chào mừng các em tới với kênh channel Toy Hunter ha. Hôm nay là cuối tuần và hôm nay anh có đi mua được một cái súng nơ, súng hiệu nơ ha. Và súng này chủ đề về zombie và nhìn cái bao ngoài rất là đẹp ha. Ở đây là zombie shaker, là cuộc tấn công của zombie ha. Và ở đây súng này tên là Wapner. Tên là Wapner là gì? Nó là loại súng bơm, đạn súng bơm ha, bùng nổ á. Và đây hãng của đây là hãng Hasbro ha. Và đây là cảnh báo ha, không nên bắn vào mắt, vào mặt. Và đây độ tuổi chơi được là tầm khoảng 8 tuổi ha. Rồi giờ ta sẽ xem mặt sau nha các em. Mặt sau của nó rất là đẹp ha. Ở đây ta có cảnh báo nè, cảnh báo là không được dưới 3 tuổi ha. Ở đây hình vẽ zombie rất là ghê. Ở đây, có cái mã check ha, có mã check ở đây. Wow, rất là đẹp luôn. Ở đây ta có một cái bảng chi tiết ha, bảng chi tiết hướng dẫn. Ở đây có nút đè ha. Đây là để mình gài đạn vô ha. Và ở đây là khi ta bóp cò, súng nó sẽ đạn nó sẽ bay ra ha. Ở đây là website của anh ta và Facebook và YouTube ha. Ở đây có rất nhiều thứ tiếng, tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Đức rồi. Đây là hãng ha, đây là hãng Hasbro ha. Súng này như một cái cung ha. Vâng, khi ta mở ra thì nó sẽ như thế này ha. Ở đây là anh có kéo dây ha. Ở đây là nó là bằng dây ha, bằng dây cộng dây thun, dây rất là chắc ha. Nhìn giống như ở đây là có một cái lưỡi cưa vậy đó. Súng rất là đẹp ha. Có đây Z zombie ha. Và ở đây có cái hiệu của N ha. Còn ở đây là hai viên đầu đạn ha, hai viên đạn, đạn này đạn xốp nha các bạn và các em. Nó rất là mềm, không có gây sát thương nữa. Bằng xốp rất mềm luôn. Ở đây người ta làm những cái hơi này, khi bắn vô nó sẽ mềm lại, nó đẩy cái hơi ra, nó sẽ không bị đau ha, xong không có bị đau đâu. Rất là đẹp. Vâng, các bạn thấy ha, nhìn rất là đẹp luôn.
Và khi ta này ta đã gài đạn ha, và ta có thể gỡ ra này ra và nhét thật sâu vào trong ha. Vâng. Nhìn rất là đẹp. Ở đây ta nhìn nó giống như mấy cái lưỡi cưa ha. Video tới đây là hết ha. Nếu các bạn đã xem thì các bạn hãy like và share giúp mình ha, để video có nhiều những cái món đồ chơi mới nhiều hơn nữa. Rất mong gặp lại các bạn tuần sau ha. Chào tạm biệt, bye bye.